Hiện tại ThinkPro đang có cuộc thi Reaction ThinkPro quận 10 nhân dịp ThinkPro khai trương cửa hàng thứ hai theo tiêu chuẩn dạo bước công nghệ. Cuộc thi có giải thưởng rất là lớn là một chiếc laptop gaming HP Pavilion Gaming 15, một chiếc bàn phím cơ Keychron K3 và hai tai nghe JBL Live 200PT. Link chi tiết về cuộc thi thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha. Anh em enjoy ngay đi, phần quà quá là giá trị. Ok, khi đi mua laptop gaming là anh em đã phải xác định đánh đổi rất là nhiều thứ để có được sức mạnh bên trong cũng như là những trải nghiệm gaming tuyệt vời của nó. Những đánh đổi đó có thể là pin, có thể là cân nặng, có thể là độ dày. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một sản phẩm, một chiếc laptop gaming thực thụ. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở chiếc máy này đó chính là anh em sẽ không phải hy sinh thời lượng pin. Và đây là chiếc MSI Stealth 15M. Nó thời lượng pin lên đến là 6 tiếng. Một con số mà bất kỳ một chiếc laptop gaming nào cũng phải ao ước. Đối với nhu cầu sử dụng của mình ấy, thì thông thường laptop gaming chỉ vào khoảng là 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng là căng lắm rồi. Nhưng mà đối với chiếc MSI Stealth 15M này, nó có thời lượng pin lên đến là 6 tiếng. Ấy thế mà, xét về khoản gaming thì MSI Stealth 15 nó cũng không hề thua so với bất kỳ một mẫu máy nào hiện nay. Nó có màn hình 144Hz siêu mượt mà, có quạt họa rời GTX 1660T Max-Q. Nó đến từ thương hiệu MSI chuyên gaming. Nói chung là nó có thể giúp cho anh em chiến được các thể loại game trên thị trường hiện nay. Nhưng mà pin của nó vẫn thể giúp cho anh em làm việc suốt cả một ngày dài. Để có thể làm được điều này thì MSI Stealth 15M nó sử dụng một cấu hình siêu đặc biệt, một cấu hình mà chúng ta không thường thấy trên laptop gaming hiện nay. Đó chính là nó sử dụng chip tiết kiệm điện đi kèm với cả đồ họa rời mạnh mẽ. Cụ thể thì MSI Stealth 15M nó sử dụng CPU Intel Core i7-1185G7, một con chip tiết kiệm điện của Intel đi kèm với cả đồ họa rời mạnh mẽ là GTX 1660 Ti Max-Q. Lạ đúng không? Nói luôn điểm lợi ở đây là gì? Rõ ràng đó là pin. Thì với nhu cầu làm việc hỗn hợp của mình, mỗi lần mở vào khoảng là 20 tab Chrome, thỉnh thoảng xem YouTube đi, thì mình có thể làm từ 8 rưỡi sáng và đến 2 rưỡi chiều thì mình mới phải sạc tiếp. Cả cái buổi trưa nghỉ thì mình cũng để máy sáng như vậy thôi, mình chả tắt đi làm cái gì cả. Tổng thời gian sử dụng được vào khoảng là 6 tiếng với độ sáng màn hình là 50%. Mà đấy là mình test thì mình để máy chạy liên tục như vậy. Chứ còn đối với nhu cầu sử dụng thực tế của anh em ấy, thì đâu phải chúng ta nhìn chăm chăm vào cái màn hình cả một ngày đúng không? Chúng ta có lúc làm việc với cả màn hình rồi sau đó chúng ta cũng nghỉ ngơi hay là chúng ta đi làm việc khác đúng không? Nên là thực tế, sử dụng thực tế thì chiếc MSI Stealth 15M này nó thậm chí có thể giúp cho anh em đáp ứng được cả một ngày dài làm việc. Thực ra thì con số 6 tiếng này nó cũng không phải là quá là wow, đạt được đến cái tầm Ultrabook mỏng nhẹ đâu. Mỏng nhẹ nó lên đến là 8 cho đến 9 tiếng cơ. Nhưng mà 6 tiếng xét trên cái lĩnh vực của laptop gaming ấy thì nó là một con số rõ ràng là nhỉnh hơn so với mặt bằng chung rồi. Trong khi đó thì dung lượng pin của chiếc máy này nó cũng không phải là dạng khủng bố gì đâu nhá. Nó chỉ vỏn vẹn là 52Wh mà thôi. Nó nhỉnh hơn Ultrabook một chút mà thôi. Nhưng mà thời gian sử dụng thực tế nó vẫn là rất ngon. Thực chất thì con số 6 tiếng này cũng phải dùng tricks một chút. Đó chính là các bạn sẽ phải vào phần mềm Dragon Central của hãng và cài đặt pin ở chế độ Super Battery. Khi đó thì CPU nó sẽ ăn không bao giờ quá 10W. Bên cái đó thì cũng disable luôn cái cần họa rời đi, bởi vì lướt web đọc báo thì cần gì cả rời làm gì đúng không? Vậy thôi, rất đơn giản. Và bên cạnh pin trâu ra thì một cái điểm rất hấp dẫn nữa của chiếc MSI Stealth 15M này đó chính là đây là chiếc laptop gaming mỏng nhất trên thế giới. Nó mỏng có 16mm mà thôi mà, và nó nhẹ 1,7kg. Một kích thước rất là lý tưởng cho một chiếc laptop gaming đúng không? Và rõ ràng là MSI cũng muốn hướng đến cả những người dùng di động nữa. Muốn có một chiếc máy gọn, nhẹ, có thể làm việc được khắp mọi nơi. Nhưng bên cái đó thì vẫn có một hiệu năng mạnh mẽ để có thể làm việc hay là chiến game nếu muốn. Mà nhắc đến gaming và làm việc ấy, thì anh em đừng nghĩ rằng nó sử dụng con chip tiết kiệm điện mà nghĩ rằng nó yếu nhá. Thực tế thì MSI đã tinh chỉnh mức hiệu năng của con chip này. Và nếu như anh em để ở chế độ Extreme Performance ấy, thì con CPU này, con chip Intel Core i7-1185G7 này nó có thể ăn lên đến max tối đa là 50W, dã man. Và cả 4 nhân của nó đều ổn định ở vào khoảng là 4.3GHz trong một khoảng thời gian rất là dài. Vậy nên thì nếu như anh em chơi game hay là làm việc thì anh em hoàn toàn có thể chuyển sang chế độ này. Bởi vì lúc đó thì anh em cũng cắm sạc nên là cũng không cần quan tâm đến thời lượng pin làm gì cả đúng không? Và đối với hệ thống cấu hình này thì mình chiến game cả ngày cũng không hề có bất kỳ một hiện tượng giật lag gì cả. GTX 1660 Ti Max-Q nó vẫn thể làm tròn bổn phận của nó. Nó thể kéo FPS lên mức là trên 140fps khi mà mình chơi Valorant. Kết hợp với màn hình 144Hz đậm chất gaming như này thì game là đã, nó nhanh và nó mượt. Tuy nhiên, khi mà nhìn nhận một cách khách quan ấy,
thì rõ ràng con chip i7-1185G7 này cũng không phải là một con chip quá là mạnh. Nó chỉ có 4 nhân mà thôi, 4 nhân 8 luồng. Trong khi đó thì laptop gaming hiện nay thì đã đều đạt tiêu chuẩn là 6 nhân 12 luồng hay là thậm chí 8 nhân 16 luồng. Khi mà xét trên mức giá của chiếc máy này là 33 triệu đồng thì các bạn đã có thể mua được những chiếc máy có 8 nhân 16 luồng rồi. Vậy nên là nếu như nhu cầu của bạn cần làm việc đa nhiệm rất là nhiều, làm việc rất là nặng ấy, thì thôi, mình khuyên anh em là nên chọn những sản phẩm khác. 4 nhân của con này thì có vẻ là hơi đuối đối với những nhu cầu ví dụ như là làm 3D nặng này, hay là làm video production nặng này. Tuy nhiên thì nếu như các bạn cần tính di động này, kết hợp với một hiệu năng vừa phải, đều có thể làm việc ở mức gọi là trung bình khá thôi, thì đây là một chiếc máy rất đáng để cân nhắc. Ok, tiếp theo, một số những điểm thú vị khác về chiếc MSI Stealth 15M này. Nó có rất là nhiều những điểm thú vị đấy. Nếu như anh em đã xem trên kênh Thinh View được vào khoảng là 3 năm ấy, thì chắc là anh em còn nhớ là ngày xưa, từ xưa đến nay thì mình chê laptop của MSI, chê thậm tệ luôn. Đặc biệt là cái con MSI GS65, chê phải gọi là không còn gì để chê luôn ấy. Đến bây giờ thì cái phong thiết kế của nó vẫn vậy. Nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây đó chính là chất lượng hoàn thiện. Chất lượng hoàn thiện của dòng MSI Stealth 15M này nó đã khác xưa hơn rất là nhiều rồi. Anh em hãy để ý vào cái phần bản lề này đi. Nó gập mở này, nó thể giữ được những góc rất là sâu và nam châm hút vào, hay là anh em cũng thể dễ dàng mở lên bằng một tay. Đó. Hay là cái bề mặt trắng này đi. Nó hoàn thiện cũng rất là xịn ấy. Nó sần nhưng mà nó cũng cứng, đảm bảo là không bị bóng như kiểu mết. Và sờ vào thì đảm bảo rằng ai cũng sẽ rất là thích. Đây là một cái lớp sơn phủ rất là cao cấp. Nó cũng áp dụng trên cả bề mặt bàn phím nữa, nên là gõ phím cũng rất là đã tay. Hành trình phím tốt, bề mặt phím to, chất liệu sần thích, gõ văn bản hay là gaming đều hợp. Rồi đến touchpad bây giờ cũng được phủ gương thay vì làm kiểu kim loại nhôm mỏng như là trước kia. Khả năng tracking là rất là tốt. Đó, những người dùng di động, họ có nhu cầu rất là đặc biệt. Họ dùng máy ở khắp mọi nơi, ở mọi tư thế. Vậy nên thì những cái trải nghiệm tưởng chừng như nhỏ như vậy, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình sử dụng, đến độ sướng của bạn khi sử dụng một chiếc laptop. Và đó là những thứ mà MSI đã đầu tư hơn cho chiếc Stealth 15M này. Ok, đó chính là về MSI Stealth 15M. Chỉ riêng nhìn vào cái màu trắng của nó thôi là mình đã cảm thấy rất là yêu rồi. Anh em hãy đến các store và hãy thử chạm và sờ cái lớp sơn phủ màu trắng của nó đi. Đảm bảo rằng anh em sẽ cảm thấy rất là thích. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại.